Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại xã Lương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên khiến những người dân xung quanh không khỏi ớn lạnh và giật mình. Hai thanh niên hành nghề xe ôm bị sát hại tàn ác, thi thể bị vùi ngay trong vườn nhà hung thủ. Khi được tìm thấy, hai thi thể đã bị phân hủy nghiêm trọng. Hành trình phá giải vụ án này sẽ có ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bí mật dưới lớp đất tố cáo tội ác của kẻ sát nhân. Khoảng đầu tháng 9 năm 2003, Công an thành phố Thái Nguyên nhận được trình báo về sự mất tích bí ẩn của anh Lương Đình Ca, sinh năm 1973, trú tại xóm Ga, xã Lương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Theo trình bày của gia đình, anh Ca vốn hành nghề xe ôm, sáng đi làm tối về nhà như một thói quen suốt bao năm nay. Tuy nhiên sáng ngày 6 tháng 9, anh này dắt xe ra địa điểm bắt khách thường nhật và kể từ đó đã không quay trở về. Khi tiếp nhận thông tin về sự biến mất đáng ngờ của anh Ca, các cán bộ chiến sĩ công an thành phố Thái Nguyên bất giác linh cảm ra điều chẳng lành đã xảy đến với người lái xe ôm này. Trong khi việc truy tìm tung tích anh Ca vẫn dậm chân tại chỗ, thì đến ngày 21 tháng 10 năm 2003, cơ quan công an lại tiếp tục nhận tin trình báo về một người lái xe ôm khác mất tích. Đó là anh Ngô Duy Dê, sinh năm 1975, trú tại phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, là lái xe ôm hay bắt khách tại khu vực đường tròn gang thép. Anh Dê mất tích từ sáng 21 tháng 10, gia đình anh Dê đã cố gắng đi tìm nhưng không có kết quả. Hai người lái xe ôm biến mất trong cùng một kịch bản chỉ trong vòng 2 tháng khiến dư luận bắt đầu xôn xao. Vào thời điểm này, Công an thành phố Thái Nguyên đã báo cáo Công an tỉnh Thái Nguyên để phối hợp điều tra, truy tìm. Suốt nhiều ngày trôi qua, mọi dấu vết vẫn còn chìm trong bóng tối. Các điều tra viên Công an tỉnh Thái Nguyên nhận định rất có thể cả anh Dê và Ca đã bị sát hại cướp tài sản. Lực lượng chức năng đã dồn lực rà soát hàng trăm địa điểm vắng vẻ, khả nghi, sàng lọc, gọi hỏi rất nhiều đối tượng giang hồ cộ cán, những kẻ có tiền án tiền sự, đối tượng ma túy, bất minh về tiền bạc ở địa bàn thành phố và các huyện lân cận. Mặc dù rất quyết tâm trong những thời gian đầu, tất cả những thông tin thu thập được chỉ là con số không tròn chính. Những kẻ mà các điều tra viên tin rằng có khả năng nhất lại chứng minh được sự vô can của mình. Vào thời điểm này, tại thôn Kè, xã Lương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt đầu để ý đến một người đàn ông có tên là Dương Đình Chanh. Chanh vốn sinh ra ở huyện Phú Bình, người này học hết lớp 7 rồi sau đó đi nghĩa vụ quân sự. Ra quân, Chanh về địa phương và lấy vợ ở thôn Kè. Những năm 2000, tại Thái Nguyên xuất hiện nhiều khu vực khai thác khoáng sản trái phép. Vì muốn đổi đời, Chanh cũng gia nhập đội quân đào vàng thổ phỉ. Tuy nhiên làm lụng suốt một thời gian dài, vàng chẳng thấy đâu mà Chanh ngập vào con đường nghiện ma túy. Khi tiếp cận với một vài người dân thôn Kè, các trinh sát công an tỉnh Thái Nguyên nhận được thông tin vô cùng quý báu. Người dân cho hay, cách đây một thời gian, Chanh bất ngờ thuê người về san lấp đất tại khu vườn gần nhà. Điều kỳ lạ là, Chanh không có tiền, tại sao dở chứng đi san lấp vườn? Chưa kể nếu san lấp xong thì phải trồng cây hoặc làm gì đó. Thế nhưng Chanh vẫn để nguyên và tiếp tục cuộc sống vật vờ với những cơn nghiện ma túy như bao ngày trước. Điều kỳ lạ này đã khiến các trinh sát để ý và Chanh chính thức rơi vào tầm ngắm của lực lượng điều tra. Các trinh sát bí mật tiếp cận với một vài nguồn tin. Từ đây cơ quan điều tra đã thu thập được những chi tiết bất ngờ. Một người dân cho hay, thi thoảng họ có nhìn thấy Chanh đi xe máy. Mặc dù gia đình tên này không hề có xe, đặc biệt nhất là buổi trưa 21 tháng 10, có người thấy hai người đàn ông đi xe máy vào nhà Chanh, tuy nhiên lúc ra lại chỉ có một. Thời điểm nhìn thấy hoàn toàn trùng khớp với khung thời gian mà anh Dê được cho là mất tích. Khi tiếp xúc với nhóm thợ được Chanh thuê đào, lấp đất trong vườn, các điều tra viên phát hiện sự vô lý của công việc này. Theo đó, tại khu vực nông thôn có các bụi tre, thường người dân sẽ đào một cái hào để tránh rễ tre ăn rộng ra. Ở đây Chanh lại thuê đào đất chỗ khác để lấp chiếc hào này. Việc Chanh bất ngờ thuê đào, lấp vườn không phải là tăng gia trồng trọt chăn nuôi. Việc Chanh thỉnh thoảng sử dụng xe máy, dù hắn chưa từng sở hữu loại phương tiện này, đã khiến hắn trở thành kẻ hiểm nghi số 1. Kiểm tra nhà Chanh, các điều tra viên phát hiện các vết máu dính dưới nền và trên bờ tường trong gian bếp, đồng thời tìm thấy chiếc búa đinh có cán bằng sắt, phần đầu búa có dính máu. Tiến hành khảo sát khu vườn mà Chanh mới đào lấp, Công an tỉnh Thái Nguyên lờ mờ nhận ra nơi này đang ẩn chứa điều bí mật kinh hoàng. Chỉ ít lâu sau khi đào, dưới lớp đất mỏng, thi thể người lái xe ôm xấu số Ngô Duy Dê đã được tìm thấy trong tình trạng phân hủy mạnh. Tiến hành đào mở rộng, tất cả đều sốc khi một lần nữa lại tiếp tục phát hiện ra thi thể người.
Thời điểm này, Tranh biết việc đã bại lộ, gã không về nhà mà chạy sang nhà bố mẹ vợ cất giấu 1,8 triệu đồng vào chỗ bí mật, rồi uống thuốc cai nghiện quá liều với ý định quyên sinh. May mắn, lực lượng công an phát hiện kịp thời đã ngăn chặn đưa Tranh đi cấp cứu. Tại cơ quan điều tra, Tranh đã khai nhận toàn bộ tội ác của mình. Theo đó, do nghiện ma túy lại không có tiền, ngày 6 tháng 9 năm 2003, gã đi theo một xe khách. Tại đây, Tranh bị phát hiện đang có hành vi móc túi khách đi trên xe nên bị đuổi xuống. Khi anh ca chạy xe tới và chào mời đi xe ôm, Tranh đã đồng ý và bảo anh ca đưa về nhà tới thôn Kè. Tới nơi, Tranh nói anh ca đợi để gã vào nhà lấy tiền. Trong lúc anh ca đang mất cảnh giác, Tranh đi từ trong nhà ra, dùng chiếc búa tác động mạnh vào đầu người lái xe ôm xấu số. Sát hại người lái xe ôm xong, Tranh đem thi thể nạn nhân chôn trong vườn nhà và cướp toàn bộ tài sản. Đến ngày 21 tháng 10, Tranh ra khỏi khu vực đường tròn gang thép. Lúc này anh Dê cũng chạy đến mời Tranh đi xe. Lặp lại kịch bản cũ, Tranh đưa anh Dê về nhà mình. Tại đây, Tranh đuổi khéo con trai sang nhà ông bà ngoại và mời anh Dê uống nước. Lợi dụng khi anh Dê không để ý, Tranh dùng búa đinh tác động mạnh vào đầu nạn nhân. Thấy anh Dê chưa tử vong, Tranh còn dí điện vào thi thể người lái xe ôm này. Sau đó biết vợ con sắp về, Tranh kéo xác anh Dê vào giấu trong phòng chứa rơm và lá bạch đàn. Sáng sớm hôm ngày 22 tháng 10, khi cả nhà đi làm hết, Tranh đưa thi thể anh Dê ra vườn để chôn. Hai chiếc xe máy cướp được, Tranh đem bán lấy tiền phục vụ cơn nghiện của mình. Với tội ác đầy thú tính và quái đản của mình, sau này, Dương Đình Tranh đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên kết án tử hình. Còn với những người thân của Tranh, từ ngày sự việc xảy ra, chị Đinh Thị B, vợ của kẻ sát nhân, luôn có một nỗi ám ảnh khiến chị không dám đi một mình quay lại khu vườn nơi đã từng chôn xác hai nạn nhân xấu số nếu không có người thân đi cùng. Trong tâm trí của chị, vẫn luôn có một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Bởi sự vắng vẻ của nơi đây khiến cho những ai yếu bóng vía đều cảm thấy chột dạ khi nghĩ đến hai cái xác sau khi đã bị Tranh hạ sát rồi vùi xuống khu vườn nhà mình nhằm phi tang. Chị B tâm sự, chị với Tranh có nhau hai mặt con. Trước đây Tranh là người hiền lành tử tế, nhưng từ khi đi làm ở bãi vàng về thì Tranh dính vào nghiện ngập. Sau nhiều lần khuyên bảo không được, chị đành phải chuyển đồ đạc về nhà ngoại và đưa đơn ra tòa ly hôn. Vì thương hai đứa nhỏ cực khổ nên thi thoảng chị qua nhà để chăm sóc bọn trẻ, nhưng không hề phát hiện ra điều gì khác lạ. Có lần chị B thấy vết máu nhưng cứ nghĩ đó là tiết gà tiết vịt mà thôi, chị không hề tin nổi hung thủ lại chính là chồng mình. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.